Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, bất chấp việc mùa đông năm nay được dự báo là ấm hơn trung bình do đang có El Nino, thế giới đã trải qua một năm nóng nhất lịch sử. Nhiều vùng trên thế giới lại đang chịu những đợt rét dữ dội trong tháng 1 năm 2024. Những ngày gần đây, không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ nước ta. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt rét đậm rét hại. Từ ngày 20 tháng 1, không khí lạnh tràn xuống, vùng núi cao có nơi rét 0 độ và xuất hiện băng giá, trung du thấp nhất dưới 7 độ, đồng bằng dưới 10 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm rét hại kéo dài đến 25 tháng 1. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết chuyển lạnh đột ngột do ảnh hưởng của El Nino. Đây là hiện tượng diễn ra trong các năm El Nino với xu hướng nhiệt độ nóng hơn bình thường. Năm 2024 được dự báo xu hướng nhiệt độ nóng hơn trung bình chung của nhiều năm cùng thời kỳ, từ 1,5 cho đến 2 độ C. Vào mùa đông, các năm El Nino xuất hiện các đợt lạnh đột ngột khi nhiệt độ xuống thấp, lạnh hơn cùng thời kỳ của trung bình chung các năm trước đó. Tiến sĩ Huy nhận định, các đợt lạnh đột ngột này có tính chất bất thường, cục bộ, ngẫu nhiên xảy ra khi hình thành các lõi lạnh từ vùng Siberia của Nga xuống phía Nam. Trong đợt lạnh này tuy cường độ mạnh nhưng cấp độ do yếu nên không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung, không khuếch đại xuống phía Nam. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ấm đến cận Tết Nguyên đán. Theo ông, việc thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua chưa đón nhận đợt lạnh nào cũng do ảnh hưởng của hình thái đặc trưng của El Nino và trái đất ấm lên. Giáo sư Adam Seif của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết, những năm El Nino có xu hướng bắt đầu với mùa đông ôn hòa và ẩm ướt từ tháng 11 đến tháng 12. Sau đó vào cuối mùa đông, tháng 1 đến tháng 3, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn và khô hơn. El Nino làm thay đổi xác suất ngẫu nhiên cho những kết quả này. Theo WMO, một chu trình El Nino thường đi kèm với những giá trị cực đoan thuộc loại kỷ lục ở cả nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất, kéo dài suốt năm, thậm chí là nhiều năm. Thời tiết bất thường và cực đoan đang thể hiện rõ những đợt lạnh sâu và mùa hè nhiệt độ cũng khắc nghiệt hơn. Thống kê của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc IPCC cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu đang gia tăng. Việt Nam chung xu hướng này nhưng tốc độ tăng nhanh hơn 38%. Theo số liệu về mức chênh lệch nhiệt độ giai đoạn 2006-2015 so với 20 năm trước đó, dự án GMES Việt Nam đánh giá tác động của biến đổi khí hậu được thực hiện bởi hơn 60 nhà nghiên cứu đến từ hai quốc gia Việt Nam và Pháp trước đó cũng chỉ ra thời tiết ngày càng cực đoan hơn. Nghiên cứu cảnh báo, nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng cao, nhiệt độ tại Việt Nam có thể đạt tới 4,18 cộng trừ 1,57 độ C. Các nhà khoa học cảnh báo, mức nhiệt tăng cực đoan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng nông nghiệp, khiến cho nhiều khu vực đứng trước nguy cơ phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên ngày một tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Toàn miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Tại khu vực Hà Nội, trời rét đậm rét hại, có nơi mưa phùn, nhiệt độ chỉ dao động ở mức 8 đến 10 độ C, khiến cho cuộc sống mưu sinh càng vất vả hơn với những người lao động chân tay. Hà Nội lạnh 8 độ C, người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện. Khoảng 23 giờ, nền nhiệt ngoài trời ở mức 8 độ C, ra đường ai cũng cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào từng thớ da thớ thịt. Vậy mà những người lao động vẫn phải oằn mình trên những chiếc xe đạp gánh hàng rong, bám trụ trên từng con đường, ngõ phố thủ đô. Con đường Lạc Long Quân, nơi được coi là phố buôn bán cây cảnh lớn nhất tại Hà Nội, vốn dĩ tấp nập. Thế nhưng hôm nay con đường này lặng thinh, cây cối nghiêng ngả theo từng đợt gió. Ngồi bên đống lửa để sưởi ấm, anh Trần Văn Hiếu, Vĩnh Phúc, tiểu thương bán cây cảnh dịp Tết trên đường Lạc Long Quân chia sẻ, đã quen với cảnh màn trời chiếu đất, nhưng cái lạnh vẫn là nỗi khiếp sợ đối với những người buôn bán phải trông cây đêm như anh. Anh Hiếu nói, mấy ngày trước Hà Nội vẫn còn nắng ấm, bất chợt chuyển lạnh khiến tôi chưa kịp thích nghi. Để giữ ấm tôi đành nhóm lửa sưởi, cùng với đó dặn cháu mang thêm chăn, áo ấm để có giấc ngủ tạm qua đêm. Anh Hiếu cũng cho biết thêm, năm nào cũng vậy, lo sợ nhất vẫn là những trận mưa kèm lạnh sâu. Mọi người ngại ra đường khiến cây tiêu thụ chậm hơn. Đối với những người buôn đào quất Tết những ngày này khá vất vả, họ phải ăn ngủ ngay trên vỉa hè để trông hàng. Những trận mưa lạnh giống như cực hình đối với họ. Cách đó không xa, ông Vàng A Lăng, 55 tuổi, Mộc Châu, nằm co ro trong chiếc lều tạm để trông những chậu đào mới được chuyển về đây. Do đường phố điều hưu, ông Lăng đành chùm tạm chiếc chăn giết thời gian bằng chiếc điện thoại. Tôi được thuê trông bán cây, vốn đã quen với cái lạnh trên vùng cao, nên thời tiết Hà Nội có lạnh thế, lạnh nữa tôi vẫn chịu được. Nhưng hôm nay vắng khách quá, chẳng biết làm gì, đành vào lều nằm tạm. Mong rằng hôm sau thời tiết ủng hộ để lượng khách mua sắm ổn định lại. 23 giờ đêm,
Trên phố chỉ còn ánh đèn đường hắt hiu, tiếng lẹt xoẹt của chiếc chổi quét rác vẫn khua đều trên đường. Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm lặng lẽ làm công việc thường ngày của mình trong mọi ngõ ngách của Hà Nội. Trên đường Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mặc dù nhiệt độ ngoài trời là 8 độ C, trời rét buốt, nhưng chị Phương Hà, 48 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường, chỉ mặc bộ quần áo mỏng để quét dọn rác. Chị cho hay, đối với những công nhân như chị, dù thời tiết mưa rét hay tạnh ráo, thì lịch làm việc vẫn không thay đổi. Chị Hà đã làm công việc này được 10 năm. Một buổi làm việc của chị bắt đầu từ 17 giờ cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Chị Hà chia sẻ, những ngày nắng ấm còn đỡ, chứ như hôm nay cực lắm, bởi thời điểm làm việc chính là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày. Hôm nào cũng mong xong việc thật sớm để về với mái ấm gia đình, vùi mình vào chăn nằm ngủ. Nhiều khi nghĩ cũng hơi chạnh lòng khi thời gian này mọi người đang sum vầy với gia đình hay có một giấc ngủ ngon. Nhưng cơm áo, gạo tiền đành phải chấp nhận thôi. Trời lạnh giá nên người dân cũng hạn chế ra đường, việc buôn bán cũng ế ẩm. Nhiều người lao động chia sẻ, dù biết nếu đi bán sẽ ế ẩm, nhưng ở nhà sẽ không có tiền, mất mối khách, nên đành cố gắng, được đồng nào hay đồng đó. Một người đàn ông có tuổi làm nghề bơm vá xe, ngồi co ro trên vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng quầy hàng của mình. Trời đã về khuya, nhưng ông vẫn cố chờ thêm vài phút, với hy vọng sẽ có khách được đồng nào hay đồng đó. Người đàn ông buồn bã nói, mưa lạnh như thế này ít người ra đường lắm, chỉ có lao động nghèo như tôi mới phải cày cuốc thôi. Càng về khuya, nhiệt độ tại Hà Nội càng giảm sâu. Thế nhưng hàng chục người nhà bệnh nhân tại khu vực trung tâm cấp cứu và đột quỵ bệnh viện Bạch Mai vẫn phải ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện. Tại đây, các bệnh nhân ở trung tâm cấp cứu được điều trị, theo dõi đặc biệt nên người nhà phải túc trực 24/24 ở bên ngoài. Chỗ ngủ tạm của mọi người gió bấc thổi hun hút khiến cái rét càng trở nên tê tái. Được biết, hầu hết những người tại đây đều đến từ tỉnh lẻ. Vì muốn tiết kiệm tiền nên họ chấp nhận cảnh màn trời chiều đất đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt. Nằm co ro ở hành lang, một người đàn ông cho biết đã ở bệnh viện Bạch Mai khoảng 3 ngày nay để trông người thân. Đúng vào dịp rét nên không đêm nào anh ngủ được. Để tránh rét, người này phải lượm nhặt từng thùng bìa các tông, xếp kín hai hàng ghế để tạm nghỉ. Người này cho biết, hôm nay lạnh lắm, hàng trăm người như tôi phải chọn ghế đá, hành lang để ngủ. Chúng tôi không dám thuê phòng bên ngoài vì người thân đang cấp cứu, bác sĩ có thể gọi bất cứ lúc nào. Ở bên ngoài trung tâm cấp cứu, đêm lạnh thấu xương, giấc ngủ chập chờn vẫn không thành vấn đề đối với người nhà của bệnh nhân. Điều quan trọng là sau cánh cửa kia, họ vẫn đau đáu về tin tức, sức khỏe của người bệnh. Miền Bắc có rét đậm đến hết tiết đại hàn không? Và tiết này kéo dài đến bao giờ? Được biết, đợt rét đậm rét hại hiện thời ở miền Bắc nước ta xảy ra vào đúng tiết đại hàn. Vậy có phải tiết đại hàn luôn có những đợt rét mạnh nhất và rét sẽ kéo dài cả tiết này hay không? Hiện tại ở miền Bắc nước ta và phần lớn đất nước Trung Quốc đang rất lạnh. Theo dự báo ở nước ta, Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội sẽ còn rét đậm rét hại trong gần cả tuần nữa. Tại Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC phải ra cảnh báo xanh là mức đầu tiên trong 4 mức cảnh báo thời tiết cực đoan do giá rét vào thứ Bảy, rồi tăng lên màu vàng, mức thứ Hai, vào Chủ nhật 21 tháng 1. Đợt lạnh này xảy ra trùng với tiết đại hàn. Vậy tiết đại hàn là gì và có phải rét đậm rét hại sẽ duy trì cho đến khi tiết này kết thúc hay không? Theo trang CGTN của Trung Quốc, đại hàn là tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí, vốn là những điểm đặc biệt của quỹ đạo trái đất xung quanh mặt trời, được dùng trong việc lập lịch, theo dõi thời tiết, lên kế hoạch mùa vụ nông nghiệp ở các nền văn minh phương Đông cổ đại như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Theo đó, trong tiết đại hàn, thời tiết lạnh như băng, có mưa, nhiều nơi có tuyết, ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống con người. Trang China Daily giải thích, vào tiết đại hàn, không khí lạnh di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam khiến trời rét đậm. Ngày xưa người ta cho rằng tiết đại hàn là tiết lạnh nhất, nhưng dữ liệu của các đài khí tượng hiện đại đã cho thấy, ở nhiều khu vực tính theo nhiệt độ trung bình, thì tiết đại hàn thực ra cũng không lạnh hơn tiết tiểu hàn, bắt đầu vào khoảng mùng 5 đến mùng 6 tháng 1, cho đến khi bắt đầu tiết đại hàn, hoặc thậm chí không nhất thiết là lạnh hơn những thời điểm khác của mùa đông. Dù sao, mốc nhiệt độ thấp nhất của năm vẫn thường xảy ra vào tiết đại hàn, nhất là ở những vùng ven biển. Ngoài ra, cũng không nhất thiết là trời luôn rét đậm hoặc sương giá kéo dài trong toàn bộ tiết đại hàn. Chẳng hạn tiết đại hàn năm nay sẽ kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 2, sau đó bắt đầu tiết lập xuân, nhưng theo dự báo thì trời sẽ không duy trì rét đậm rét hại đến tận thời điểm đó.
Còn theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8. Trên đất liền ngày và đêm 23 tháng 1, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 11 độ, khu vực Trung Trung Bộ từ 12 đến 15 độ, phía Nam từ 16 đến 19 độ. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ ngày 23 tháng 1, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm 23 tháng 1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Hiện nay, ngày 23 tháng 1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại. Khu vực vùng núi cao ở phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại. Dự báo, đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 1. Ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24 tháng 1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9 đến 11 độ. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc Bộ rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Cảnh báo đợt rét đậm rét hại ở Bắc Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì vậy, để chủ động phòng chống rét đậm rét hại, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, mặc ấm, đặc biệt là cần giữ ấm cổ và ngực, đeo khẩu trang trong khi làm việc để bảo vệ đường hô hấp. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.